Vâng, đây là chiếc hộp của chiếc KM5FX đẹp. Bên trong hộp thì có một phiếu bảo hành này, một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và em có tặng kèm anh một sợi dây AV nhé. Và cũng không quên món quà tinh thần, đó là một gói trà Tân Cương mà công ty chúng em đã đích thân lên tận Thái Nguyên để đặt hàng, để tặng quà cho các anh chị, các khách hàng thân yêu đã ủng hộ công ty Hoàng Long chúng em. Vâng ạ, em xin chào anh Văn Yên nhé, anh ở Tiền Hải, Thái Bình. Vừa rồi là chiếc hộp và chiếc KM5FX mà anh đã lựa chọn bên công ty chúng em. Giờ em đi vào phần chính, đó là test chất lượng âm thanh của chiếc KM5FX này, xem nó xào nấu, xáo trộn xào nấu là các kiểu thể loại để nó đưa ra chất âm nó như thế nào anh ạ. Vâng ạ, sơ qua về mặt đằng trước thì một nền đen trắng lẫn một chút logo và mã của sản phẩm là màu đỏ tươi. Màn hình thì có hiển thị bóng đèn màu xanh này. Nhà sản xuất phối màu thì đúng là rất là đa dạng về màu sắc. Đây là cái màn hình hiển thị các chế độ lời của mic này anh ạ. Nó có 8 chế độ cơ, để tùy biến tiếng mic vào theo cái mục đích sử dụng của mình. Còn về các nút tinh chỉnh thì nó có nút ba dạng nút lồi ra, đó là volume tổng này, đây volume mic này, còn đây là chỉnh delay này, reverb. Còn toàn bộ lại là tất cả đều là dạng phím lõm vào bên trong. Bên trong các nút nó có một cái khe rãnh, mình có thể sử dụng tô vít hoặc bút điện để mình điều chỉnh. Với cách chỉnh này thì rất là dễ dàng, anh hoàn toàn yên tâm sử dụng, cũng không lo bị sai lệch tần số như các dòng vang số. Đây mình chỉ chỉnh bằng tay thì sử dụng nó rất là dễ, mà lại đem lại trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời anh ạ, không thể thua kém gì các dòng vang số cao cấp. Rất là nhỏ gọn nhưng lại có rất nhiều các chức năng cần thiết để qua một chiếc vang để xử lý setup karaoke gia đình hay là nghe nhạc. Vâng, và giờ em sẽ lại đóng hàng để gửi đi cho anh ạ. Anh cố gắng chờ đợi một vài bữa sẽ được trải nghiệm em nó. Vâng, em xin chân thành là cảm ơn anh và cũng xin chúc anh có rất nhiều sức khỏe anh nhé. Vâng, em xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại ạ.